Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Show Review. Các bạn xem video hãy bớt chút thời gian cho Show xin một like, share, comment và subscribe kênh Show Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện xuyên không thành phàm nhân vô địch tại tu tiên giới, tập 221. Tiếp theo phần trước, sau khi Giang Chi được men phái tới canh cửa truyền tống trận, nàng đã tập hợp đám thuộc hạ cũ, chuẩn bị đi xử lý tên đã phản bội, cướp vị trí của nàng. Lúc này, một tên thuộc hạ là gián điệp đang gọi điện thoại cho tằng nhậm đồ chỉ có hai nhân tiên thôi sao ngươi có nhầm lẫn gì không đó hả nhưng tên gián điệp cam đoan chắc chắn tuyệt đối không thể nhầm được hơn nữa hắn đã từng tiếp xúc gần với bọn họ tuyệt đối không phải là cái loại cái thế cao nhân che giấu tu vi gì cả vậy vũ khí thì sao bên cạnh nàng ta có xuất hiện đồ vật gì mà chưa từng thấy trước kia không tên này vẫn cẩn thận hỏi tiếp sau một hồi suy nghĩ tên gián điệp cũng đã thấy một ít đồ kỳ lạ bên cạnh giang chi là một đống nồi niêu song chảo điều này làm cho tằng nhậm đồ rơi vào hồ đồ cái đồ chơi gì vậy trời vâng mấy ngày gần đây ngày nào thuộc hạ cũng thấy giang chi cầm chúng nâng niu lau chùi sạch sẽ rất làm chăm chú nghe được những cái lời này khiến cho tằng nhậm đồ phá lên cười sung sướng ha 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 hắn cho rằng điều này cũng đúng mà một người vừa mới thoát ra khỏi đảo hắc ám đó thì làm gì có cái át chủ bài nào nguy hiểm được cơ chứ e rằng bây giờ đã bị thù hận che mờ hết lý trí rồi tên này phán đoán vì vậy hắn cũng không để ý nữa, như vậy thì để Giang Chi này tới thoải mái đi, tên gián điệp cũng nói. Châu chủ cũng đừng có lo nhiều hiện nay thanh niên phu nhân và hoang vu châu chủ đều vẫn ở thiên cổ tiên châu Giang Chi chí sao có thể động tới ngài được chứ. Lùi một vạn bước mà nói hiện nay châu chủ ngài là tay cầm tiên khí trung cấp. Giang Chi đó sớm đã không thể so sánh với ngài rồi, tên này vừa thành hôn nên được cha vợ tặng đồ hiếm ở Hạ Tam Châu. Những lời tâng bốc của tên gián điệp làm tăng nhậm đồ rất vui vẻ, ha 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 rất tốt lần này ngươi làm không tồi đợi ngươi trở về sẽ ban thưởng lớn cho người thấy thế tên gián điệp liền cảm ơn hắn đa tạ châu chủ ta nhất định cố gắng bên này có tin tức chắc chắn thông báo ngay cho ngài một ngày sau ở bên phía thuyền của giang chi châu chủ đã chuẩn bị xong tất cả nghe đám thuộc hạ báo cáo giang chi cảm thấy rất tốt sau đó cả đám đều lên thuyền rời khỏi khu vực cửa truyền tống trận đứng phía trên đầu giang chi liền ra lệnh xuất phát chúng ta giết về thiên cổ tiên châu nàng cũng mang theo hai vị đại lão hai khứa này từ hồi quen mên tinh thần chảy ra cả mấy chục tuổi nhảy nhót suốt ngày cùng lúc này tại thiên cổ tiên châu ở một cái cung điện nào đó lộng lẫy đột nhiên có một giọng nói khó hiểu vang lên giang chi sao người này lên tiếng hỏi ngươi nói nữ nhân tên giang chi này muốn tìm con rể của ta trả thù sao hóa ra người này chính là cha vợ của tằng nhậm đồ lúc này tên thuộc hạ cũng xác nhận không sai chuyện này là do cô ra chính miệng nói người cũng đã trên đường tới rồi nữ nhân tên giang chi này có lai lịch gì cha vợ của tằng nhậm đồ tiếp tục hỏi nữ nhân này này chính là người bị cô ra đoạt mất vị trí châu chủ bây giờ chắc cũng có tu vi luân hồi tiên cảnh nhưng có điều mà thuộc hạ không hiểu là nàng ta biết châu chủ ngài cũng ở đây lại vẫn cố chấp tới trả thù nghe vậy tên kia liền phá lên cười thì ra là thủ hạ bại tướng của con rể ta đây rõ ràng chính là hành vi của kẻ bị thù hận làm mụ mị đầu óc mà tên này chính là châu chủ của hoàng vu tiên châu hoàng thanh thiên Tuy con rể của ta có thể tự mình có thể đối phó được hết nhưng ta thân là nhạc phụ của hắn cũng không thể coi như không biết được, vừa nói tên này vừa đi xuống khỏi chỗ ngồi. Sau đó ra lệnh cho tên thuộc hạ, ngay lập tức triệu tập 500 tên luân hồi tiên cảnh đi trợ trận. Chỉ có một mục đích duy nhất là muốn để những tôm tép này biết sự nhỏ bé của mình, sau đó tên thuộc hạ của hắn liền vâng lệnh rời đi. Đột nhiên lại có một tên khác xông vào, bẩm châu chủ. Thuộc hạ vừa phát hiện người ngài luôn muốn tìm rồi, chẳng biết là ai, nhưng cũng khiến cho hoàng thanh thiên cảm thấy xúc động thật là khiến ta tìm thật vất vả mà nó đang ở đâu hắn ta hỏi lại hôm nay nàng ta đi qua thiên cổ tiên châu nghe thấy vậy tên này liền dẫn thục hạ rời khỏi cung điện mau không thể để nó rời đi lập tức dẫn ta đi tìm nó lần này nhất định người thành công hoàng thanh thiên vừa bay vừa thẩm mỹ sau một hồi lâu bay lượn đến một chỗ tên thục hạ liền chỉ cho hắn châu chủ nàng ta ở đó không để tên kia kịp phản ứng hắn đã phi cấp tốc xuống dưới sau đó chặn trước mặt một người, phù cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, hắn đáp xuống liền kêu lên. Thì ra là cô nàng thập bát, chẳng biết đi đâu mà lại lang thang đến khu này, cháu gái điên rồ thúc nhớ cháu chết đi được. Thấy hắn, thập bát liền khinh bỉ, là thúc à, đại thúc biến thái cút sang một bên có được không? Aia cháu gái ngoan của ta từ lần chia tay trước cũng đã qua 2 tháng lẻ 3 ngày 15 tiếng rồi, thúc thúc nhớ cháu a, à, tuy nhiên cô nàng này lại thế phiền chết đi được. Còn tưởng là kẻ thù chứ mừng hụt một trận thật phiền nếu không phải thúc quen biết cha ta đã nổ banh xác thúc ra rồi thì ra tên này có quan hệ với cha nàng mà lại nói nàng ban đầu cũng được sinh ra trong một gia đình có địa vị ở trên tiên giới này chẳng biết sao lại lưu lạc tới đại lục tiên giang thấy nàng ta không nể mặt như vậy hoang thanh thiên nghĩ tới quá khứ của nàng tiểu nha đầu này từ nhỏ đã ngu muốn chết luôn dừng ở nhân tiên cảnh cũng không đột phá được nhưng nó không biết từ đâu tìm được một cao nhân vậy mà thoáng cái thì đột phá mấy đại cảnh giới rồi sau đó mỗi lần gặp nó đều mạnh hơn trước mấy lần, lần trước gặp mặt đã hơn chân nguyên cảnh như mình một đại cảnh giới, tới Nhật Nguyệt tiên cảnh rồi. Ba cảnh giới liên tiếp ở đây là luân hồi tiên cảnh thấp nhất, sau đến chân nguyên tiên cảnh, mạnh hơn là Nhật Nguyệt tiên cảnh. Nhìn tốc độ tu luyện của nó ở cả tiên vực này, cũng không ai địch lại, cái vị đại năng thông thiên ở sau lưng nó thật sự quá khủng bố mà. Nếu có thể cho mình ké một chút hương, vậy thì bảo hắn làm cờ hó hắn cũng chịu à nha, giống như chủ nhân đáp cho khúc xương hắn liền vui mừng sông tới. Lúc đó chẳng phải hắn cũng sẽ bám được vào cái bắp đùi vàng đại năng rồi hay sao, vậy thì tiên vực này có thể đi ngang rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn liền xông tới su nịnh thập bát như một lão cuốn già, cháu gái, cháu xem có thể giới thiệu cho thúc thúc vị cao nhân ở đằng sau cháu không. Có cơ duyên hay không cũng không sao hết, chủ yếu là ngưỡng mộ cao nhân đã lâu muốn chiêm ngưỡng dung nhan mà thôi, nhưng mà thập bát trực tiếp lạnh lùng, không có cửa đâu. Thấy nàng ta cứng rắn như thế, tên này liền chơi trò hối lộ, thật ra chỗ ta có một món tiên khí trung cấp cháu xem có thể không biết là hắn có nhiều hay lại tịch thu của con rể để đi hối lộ đây nhưng chẳng để hắn nói hết nghe đến tiên khí trung phẩm thập bát liền khinh thường rác rưởi mà điều này làm cho tên thuộc hạ đứng hóng hớt cũng toát hết mồ hôi dù sao ở trung tam châu trung phẩm cũng đã là báu vật hiếm có rồi hai dù sao với loại thiên phú rác rưởi không bằng cả chó mèo nhà tôn sư nuôi như ta sao xứng giới thiệu người khác cho sư tôn cơ chứ nàng miễn cưỡng từ chối nhưng những cái lời này vào tai của Hoang Thanh Thiên thì chẳng khác nào nàng đang mắng hắn, hay cho câu không bằng cả chó mèo, đây rõ ràng là đang chửi xéo mình đây mà, hư ỉ mình là Nhật Nguyệt tiên cảnh thì oai lắm sao? Thấy thế hắn liền chú ý lại cô nàng, nhưng khi thấy tu vi của nàng chỉ là cấp nhân tiên làm cho hắn há hốc cái mồm, nhân tiên, ặc sao cháu là nhân tiên rồi? Túc đừng thấy tu vi của ta tụt mà khinh thường, đây đều là sư tôn vì suy nghĩ cho tương lai của bọn ta mà cô động chất lượng tiên lực của bọn ta chỉ có như vậy thì mới có thể khiến bọn ta ổn định đạo tâm từng bước đi lên đỉnh phong thực sự cho dù ta hiện tại là nhân viên cũng có thể một hơi tự nổ tan nơi rách nát này của thúc đó à nha nghe nàng ta múa mỏ như vậy hoang thanh thiên cũng nhìn lại nhìn kỹ lại quả nhiên vẫn là thực lực của nhật nguyệt tiên cảnh chỉ là khoác tấm da của nhân tiên mà thôi mình càng thêm sùng bái rồi cho dù là người bên cạnh cũng được cho dù là cờ hò thì cũng được cho ta một cơ hội quỷ liếm đi mà thấy vẻ mặt đần độn của tên này thập bát cũng thương tình nhắc nhở hắn Hiện nay cục diện của tiên giới khác rồi, sau này ở tiên giới tuyệt đối đừng có đi trêu chọc linh tinh ở bên ngoài, đặc biệt là nhân tiên và địa tiên." Tên này gật đầu nhưng mà hắn cũng chưa có hiểu gì đâu mà. Đột nhiên lúc này, điện thoại của hắn lại đổ chuông không ngừng. Thì ra là tên thuộc hạ hắn sai đi kiếm người liên lạc, Bẩm Châu chủ, 500 luân hồi tiên cảnh mà Châu chủ ngài muốn đã sắp xếp đi rồi, nhưng thuộc hạ vừa nghe ngóng được một chuyện khác đó. Người tên Giang Chi đó quá nực cười, còn dẫn theo hai nhân tiên tới báo thủ nữa nghe đến đây làm hoang thanh thiên tối sầm mặt mày vì hoảng sợ cô nàng thập bát vừa mới cảnh báo hắn xong thì đã gặp luôn rồi ngài nói quả nhiên không sai nàng ta thật sự là đầu óc bị hỏng rồi ha 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 đến đây hoang thanh thiên liền nước mắt lưng tròng như một con chó già nhìn về phía thập bát đầy thương tâm sau đó hoang thanh thiên liền kể chuyện con rể tăng nhậm đồ của hắn cùng với chuyện của giang chi và hai nhân tiên cho hồng điên của nghe nghe thấy cái tên này thập bát liền vui mừng nói ồ giang chi à ta biết nàng ta hiện nay là rất giỏi đấy không chỉ được sư tôn coi trọng phái đi, chấn thủ lối vào truyền tống trận, hơn nữa còn phái nhân tiên tiền bối giúp nàng ta. Tu vi cảnh giới của hai tiền bối đó cao hơn ta nhiều lắm đó nha, điều này làm cho hoang thanh thiên như chết sững, thôi toang mợ nó rồi. Ở đầu dây bên kia, tên thuộc hạ của hắn vẫn thao thao bất tuyệt, châu chủ ngài yên tâm 500 luân hồi cảnh đó đã xuất phát rồi, giang chi đó chắc chắn sẽ đi bán muối mà thôi. Nghe vậy, hoang thanh thiên liền hận không thể chém hắn thành ngàn mảnh, thét lớn qua điện thoại, ngươi ngay lập tức đích thân dẫn người cút qua đó tiêu diệt 500 luân hồi cảnh đó cho ta. Cái đờ mờ, đừng hỏi ta tại sao, cho dù ngươi chết cũng không thể để bọn họ đi chi viện, dù chẳng hiểu gì, nhưng tên này vẫn lắp bắp đi chấp hành mệnh lệnh. Trong đầu hắn thì có vô vàn dấu hỏi tại sao. Sau đó, Hoàng Thanh Thiên liền chạy về phía thập bát, quỳ ôm chân nàng, cháu gái tốt của ta cháu phải cứu tỷ tỷ của cháu. Con bé vừa kết hôn xong với tên tàng nhậm đồ đó, khiến cho nàng ta phải đẩy hắn ra, Thúc coi bọn họ như không còn đi hơn nữa Thúc cũng phải cắt đứt quan hệ với bọn họ. Nàng ta khuyên hắn, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cách ta xa ra nếu không tự nổ banh xác ra bây giờ. Hoặc các người trước khi Giang Chi tới, tự nâng lên năm đại cảnh giới, đoán chắc đủ miễn cưỡng chạy thoát đó, cái lời này làm cho hắn cạn lời, cái lời này, cháu thật là thiên tài mà. Tuy nhiên nhìn bộ dáng khóc lóc của hắn, nàng liền thương tình, hai bỏ đi. Ta thấy Thúc vẫn là lập tức phế con rể của Thúc rồi mang qua đây đi. Bởi vì quan hệ của các người đợi Giang Chi tới thì thúc sẽ đi gặp tổ tiên mà thôi, vậy nên thúc phải chọn đội trước mới có một tia hy vọng sống, nàng chỉ về phía hắn chỉ cho con đường sống. Nghe vậy tên này cũng không biết phải nói làm sao nữa. Hắn biết nàng không lừa hắn, vì vậy liền cấp tốc bay đi, "Cháu hãy đợi ta, ta bây giờ đi phế hắn rồi mang hắn tới đây." Chỉ một lát sau, tại cung điện ban đầu của Hoang Thanh Thiên, hắn đã dễ dàng bắt chói tên tằng nhậm đầu vứt xuống đất, sau đó mang tới phòng của con gái, thấy cha chói chồng cô nàng này liền chạy tới, cha người tại sao làm vậy. Nhưng mà đáp lại nàng, chỉ là một cái tát bay hết hàng tiền đạo, thứ ngu xuẩn. Người đâu tống hoang thanh liên và tàng nhậm đồ vào thiên lao cho ta, đám thuộc hạ lập tức gô cổ hai đứa đưa đi trong tiếng gào thảm thiết của hoang thanh liên. Sau đó, hắn lại đi hỏi thập bát, cháu gái cháu xem như này, ý hỏi là đã được chưa, nhưng nàng lạnh lùng nói, cứ như vậy đi. Chuyện ta có thể giúp thúc chỉ có nhiêu đó còn xử lý như nào phải xem quyết định của chính Giang Chi rồi. Thầy hắn ngơ ngác, nàng tức giận quát còn ngây ra đó làm gì mau chuẩn bị nghênh đón giang chi tới đi lúc này hắn mới tỉnh mộng ồ đúng đúng một tháng sau thuyền của giang chi cũng đã tới nơi đáp xuống bên ngoài thành thiên cổ tốn một tháng mới tới là vì nhóm giang chi vừa xuất phát không lâu thì đụng phải năm vị đại lão theo như lời của lục thanh sơn và ngô vĩnh hồng nói năm đại lão này là năm đại hộ pháp của thiên địa môn bọn họ vì vậy bọn họ quyết định đón tiếp năm người này thật nồng nhiệt rồi mới cùng nhau đi tới thành thiên cổ này cũng theo như lời của lục thanh sơn năm cái vị này còn khủng khiếp hơn tất cả đệ tử của tiên sinh gấp vạn phần đây chính là thiên cổ tiên châu thành thiên cổ một nơi trung tâm của cả cái hạ tam châu này nhìn thấy cảnh vật nơi này giang chi bồi hồi thành thiên cổ thật lâu rồi mới trở lại a à, nàng thầm nghĩ nhưng thời gian không cho phép nàng cảm khái quá lâu liền ra lệnh cho thuộc hạ mọi người nhất định phải cẩn thận tăng nhậm đồ không thể không biết ta trở về trong thành nhất định đã cài mai phục lớp lớp vậy nên tất cả cẩn thận làm việc sau đó nàng liền thúc giục mọi người chuẩn bị vào thành chỉ có tên gián điệp kia vẫn đang gọi điện cho tàng nhậm đồ nhưng chẳng có ai bắt máy trả lời hắn cả đám người giang chi nhẹ nhàng bay qua cổng thành vào trong mọi người duy trì ẩn nấp áp chế khí tức nàng dặn dò cả đám đột nhiên bục một cái tiếng pháo tiếng người kèm theo bóng bay và pháo giấy bay dập trời làm cho giang chi kinh ngạc hả bị phát hiện rồi sao ánh mắt nàng lóe lên cảnh giác chỉ thấy một người nắm tấm vải đỏ sau đó hô hào mọi người cùng nhau bắt đầu tùng các tùng 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 các tùng tùng tiếng trống vang lên vui nhộn kèm theo đó là một đám người xông ra nhảy nhót với băng rôn chào mừng giang chi châu chủ vĩ đại đã trở về dẫn đầu đám người là hoang thanh thiên thấy cái đám bát nháo này giang chi không hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời đám thuộc hạ của nàng cũng đang mông lung mơ hồ chúng ta là tới trả thù sao giống như chiến thắng khải hoan trở về thế liệu có khi nào có bẫy không cái này ta cũng không biết cả đám xì sầm bàn tán một lúc sau Hoàng Thanh Thiên dẫn đầu ôm quyền thi lễ, ai ra ra, xin hỏi vị này chính là Giang Chi Châu chủ nhỉ, tiểu nhân Hoàng Thanh Thiên của Hoang Vu Tiên Châu, tham kiến Giang Chi Châu chủ. Nghe được cái tên này, làm đám Giang Chi Hoàng sợ lùi lại, Hoang Vu, Hoang Vu Châu chủ sao, ngươi chính là cha vợ của tàng nhậm đồ đó sao? Ây ra, Giang Chi Châu chủ người hiểu lầm to rồi, là tên tàng nhậm đồ này lừa gạt con gái vô tri của ta. Hơn nữa hắn vậy mà nhân lúc Giang Chi Châu chủ người không ở thiên cổ Tiên Châu, Mưu đồ đoạt vị thật là tội đáng mua chết. Sau khi ta biết chuyện này, đã xử lý kịp thời phế đi tu vi tăng nhậm đồ, rồi bắt lại rồi nhốt ở Thiên Lao, đợi Giang Chi Châu chủ người tới xử lý. Thấy tên này đối với mình tốt như vậy, làm Giang Chi rất lấy làm thắc mắc. Hoang Châu chủ Giang Chi ta bất quá trước kia chẳng qua chỉ là một châu chủ của Hạ Tam Châu mà thôi, tại sao ngài lại cung kính với ta như vậy? Nghe nàng ta hỏi như thế, tên này cũng không biết phải trả lời làm sao chẳng lẽ lại nói là để nịnh cái vị tiên sinh sau lưng nàng sao vì vậy hắn liền nghĩ ra một câu chuyện vô sỉ trung tâm châu và hạ tam châu có khác biệt không không có khác biệt có cản trở sự kính ngưỡng của ta đối với người không không cản trở nhìn thấy tên này mặt giả tạo như thế giang chi thầm nghĩ biểu cảm này tuy có chút giả tạo nhưng không giống có bẫy vì vậy liền phân phó được rồi dẫn ta đi gặp tên tàng nhậm đồ kia đi hoang thanh thiên lập tức đáp ứng dẫn đường he he bây giờ dẫn người đi đúng rồi giang chi châu chủ nghe nói người còn dẫn hai nhân tiên về xin hỏi hai vị nhân tiên tiền bối đó đâu tên này không quên dò hỏi thấy nàng nhìn mình khó hiểu hắn liền chột dạ a à, đừng hiểu lầm ta chỉ là vừa hay từ chỗ tiểu hồng cũng chính là hồng điên cuồng nghe nói thôi nó là cháu gái của ta nghe vậy giang chi cũng thầm nghĩ đồ đệ của tiên sinh hóa ra còn có tầng quan hệ này hừng thì ra là vậy hắn là biết sự khủng bố của nhân tiên nên mới trở nên thân thiết như vậy vì vậy nàng cho rằng giới thiệu cho hắn cũng không sao sau đó chỉ về phía hai khứa giới thiệu hai vị này chính là lục thanh sơn tiền bối và ngô vĩnh hồng tiền bối tên này lập tức ôm quyền ô ô tham kiến hai vị tiền bối nhưng thấy hai người này hắn lại thấy tuy đã nói vậy nhưng hoàn toàn không nhìn ra bọn họ có gì đặc biệt thấy tên này cứ lén lút nhìn mình hai khứa liền khó chịu đừng nhìn nữa hai lão già bọn ta chỉ là hai nhân tiên mà thôi không có gì đáng nhìn cả làm cho tên này ngượng ngùng vãn bối thất lễ rồi giang chi châu chủ tên đầu sỏ ở đây sau một hồi đi lại cũng đã đến nơi giam giữ của tàng nhậm đồ tại quảng trường của phủ châu chủ tên này bị xích sắt trói chặt không những thế còn bị bịt mắt bằng phù ấn thấy tên này bao nhiêu cảm xúc của giang chi lại ùa về không ngờ nha không ngờ nha khi bị nhốt vào đảo hắc ám tưởng rằng không thể ra ngoài được nữa nhưng hiện nay không những có thể lần nữa quay về thậm chí cũng không cần động thủ chỉ vì quan hệ ở đảo hắc ám thì sẽ có người tự động giúp mình xử lý sạch sẽ không nói chính xác là nhờ phúc của tiên sinh Giang Chi mình có thể quen được đại năng cỡ này thật là khổ tận cam lai, có phúc ba đời mà, Giang Chi thể trung thành với Mên cả đời. Thấy có người đến, Tăng Nhậm Đồ cũng đoán được người đến là ai, là Giang Chi nhỉ lại gặp nhau rồi. Ngươi không phải muốn báo thù sao tới đi, ta ở đây, tên này khiêu khích. Không cần ngươi nhắc nhở Tăng Nhậm Đồ, ta nằm mơ cũng đợi ngày này. Thấy nàng ta hùng hổ như thế, Hoàng Thanh Thiên cảm thấy oán hận của nàng thật là lớn mà, như như vậy cũng tốt chắc chuyện của Giang Chi cũng sẽ không liên lụy tới hắn nữa rồi. Hắn ngẫm nghĩ, chuyện còn lại là làm rõ hai vị nhân tiên này có lai lịch ra sao. Nhưng mà câu chuyện của hai lão này toàn những chuyện rời ơi đất hỡi, lão lục à có cái ngoái lỗ tai không, ồ có đấy. Cảm ơn nha, sau đó hai khứa ngồi hút thuộc với ngoái lỗ tai như hai tên ngốc làm hoang thanh thiên cảm thấy khó hiểu. Đây chính là hai cao thủ siêu cấp đó sao, nhìn trông cũng không ra sao. Cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.